coi là xứ sở sương mù do khí hậu ẩm ướt. Thế nhưng mà nước Anh cũng đang phải trải qua một mùa hè khô hạn khi mà nhiều con sông đang trở nên khô hạn trơ đáy. Và nguyên nhân đầu tiên đó là do sự phụ thuộc quá mức vào nguồn nước tự nhiên. Một nguyên nhân khác đã được nhắc đến từ lâu là các đường ống phân phối nước hiện làm rò rỉ 1/5 lượng nước cung cấp. Ủy ban cơ sở hạ tầng quốc gia Anh cảnh báo là đến năm 2050, Anh sẽ cần ít nhất 2,7 tỷ lít nước bổ sung mỗi ngày để có thể duy trì hoạt động của nước máy trong thời kỳ hạn hán. Sau cháy rừng thì Hy Lạp đang phải hứng chịu các trận mưa lớn gây ngập lụt nhà cửa, đường xá và làm một người mất tích tại nước này. Chỉ vài ngày sau khi cháy rừng được kiểm soát ở miền Bắc thì bão Daniel đã quét qua miền Trung và miền Tây Hy Lạp từ ngày 4 tháng 9, gây mưa lớn, ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố cảng Volos của nước này. Nhiều ô tô tại thành phố này đã bị nước lũ cuốn trôi ra bờ biển. Một người bị mất tích do mưa bão cuốn trôi xe. Thị trưởng thành phố Volos đã kêu gọi người dân ở trong nhà tránh ra đường vào thời điểm này. Còn trong khi đó, tại Trung Quốc thì hơn 100.000 người cũng đã phải sơ tán sau khi mà bão Hải Quỳ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam nước này vào sáng qua. Mặc dù là đã suy yếu khi mà đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, thế nhưng mà bão Hải Quỳ đã gây mưa lớn ở nhiều khu vực trong tỉnh, với lượng mưa trên 300mm chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Lũ lụt do cơn bão này gây ra đã cuốn trôi người và nhiều tài sản của người dân. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 3 người mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi ở thành phố Phúc Kiến của tỉnh Phúc Kiến. Bão đã buộc nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy, trong khi các địa điểm vui chơi trong tỉnh đều ngừng hoạt động. Ngày hôm nay tại nước ta thì nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Nam nắng mạnh, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV sẽ ở mức gây hại rất cao. Tại Hải Phòng thì dự báo là chỉ số tia UV ở mức 8, Hà Nội, Hạ Long là mức 9. Ở phía Nam thì các thành phố Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau đều ở mức rất cao là 9 và 10. Và ở mức này thì da của chúng ta thì có thể bị kích ứng, mẩn đỏ, thậm chí là cháy nắng nếu như mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá 25 phút. Và khung giờ là từ 12 giờ đến 14 giờ là lúc mà chỉ số tia cực tím lên cực đại. Vì vậy mà quý vị nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm này. Dạ vâng ạ, và với chỉ số tia UV cao như vậy thì nếu mà quý vị khán giả có việc phải ra ngoài thì nên bôi kem chống nắng đầy đủ và nên sử dụng loại kem có chỉ số là SPF từ 30 trở lên để có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Trong khi đó, mỗi khi đến triều cường, người dân tại các đô thị lớn lại thêm lo lắng. Được triều cường rằm tháng 7 âm lịch vừa qua, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ đã bị ngập nước khiến cho xe cộ chết máy, giao thông bị rối loạn. Theo dự báo thì triều cường sẽ còn tiếp tục lên cao vào con nước rằm hoặc 30 những tháng tới. Điều đáng nói là dự báo năm nay, tình trạng ngập do triều cường sẽ nặng nề hơn. Mưa lớn kéo dài kết hợp cùng triều cường rằm tháng 7 âm lịch đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào những ngày đầu tháng 9. Đợt triều này cao hơn cùng kỳ năm ngoái 4cm, đạt 1,89m, sắp xỉ báo động 2. Theo dự báo của ngành chuyên môn, triều cường sẽ tiếp tục dâng cao trong những con nước tiếp theo. Nước của cuối tháng 7 là nó đạt tầm từ 1m90 đến 1m95. Và con nước của rằm tháng 8 là nó từ 2m05 tới 2m1 là vượt báo động 3 khoảng 5 đến 10cm. Nói chung là khuyến cáo người dân là trong những giờ cao điểm về ngập lụt, tránh trường hợp những người dân là đi những vùng trũng thấp như những bờ hồ Quỳnh Cương, những vùng thấp nó dễ gây ngập lụt và chết máy, và khó khăn cho phương tiện đi lại. Đợt ngập này khiến nhiều người bất ngờ, do trước đây triều cường thường chỉ gây ngập các tuyến đường vào các đợt tháng 9, tháng 10 âm lịch. Theo chuyên gia nhận định, có nhiều nguyên nhân gây ngập nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và nguy cơ ngày càng ngập sâu hơn. Cái mặt đất của mình đó do sử dụng nước ngầm nhiều đó và không quản lý tốt, cho nên cái mặt đất nó bị lún xuống, lún ngày càng nhiều. Do đó thì nó làm tạo điều kiện cho thủy triều nó dâng lên. Cái thứ hai đó lại là cái biến đổi khí hậu nó cộng hưởng với nhau, thành ra nó làm cho cái độ ngập ở Cần Thơ chúng ta ngày càng sâu hơn. Để hạn chế ngập lụt, hiện nay thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước ở 32 tuyến đường nhằm tăng năng lực thoát nước khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có biện pháp chống sụt lún và củng cố hệ thống đê điều, có như vậy mới đảm bảo việc chống ngập.
Thưa quý vị, một hình thái thời tiết đáng chú ý hiện nay là ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quốc có gió giật mạnh cấp 8, Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7. Còn vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Đó là thời tiết trên biển. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện thì đang bước vào mùa mưa. Chính vì thế thì để chủ động phòng chống lụt bão, ngập úng, dông lốc và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục. Phát quang, tỉa cành, chặt cây, khai hoang lưới điện tránh tình trạng mưa gió, dông lốc làm cây ngã đổ. Đây là công việc từ sáng đến đêm của đội quản lý lưới điện ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ở mỗi khu vực, ngành điện đều lập phương án ứng phó khi có cây ngã đổ vào đường dây cao áp, đảm bảo cung cấp điện cho các tuyến dây trọng yếu của từng vùng. Cây có dân trồng rồi địa phương trồng cũng nhiều lắm. Chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra lưới điện để mà kịp thời phát hiện những cái chỗ mà cái vị trí xung yếu có thể ngã đổ trụ điện, cây có ngã đổ đè lên lưới điện. Tuyên truyền cho nhân dân biết về cách sử dụng điện, đi điện trong nhà. Điện lực Củ Chi cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống cứu nạn cứu hộ, trong đó thành lập một nhóm trực nóng có gần 200 công nhân để xử lý tình huống khẩn cấp hoặc sự cố. Cố lớn rộng có thể xảy ra thì chúng tôi sẽ nhờ các đơn vị bạn hỗ trợ qua đường dây nóng, qua cái tổ phản ứng nhanh ứng dụng như là camera 24/7. Đối với chương trình này như vậy thì mỗi cán bộ nhân viên thì khi đi trên đường, bất kỳ gặp một cái trường hợp nào mất an toàn hoặc có khả năng xảy ra mất an toàn thì sẽ quay lại và up lên chương trình. Kiểm tra các cái bảng quảng cáo, các cái đèn quảng cáo, các cái liều quán khi mà ở gần các công trình điện để ngăn ngừa các trường hợp là gió lốc cái làm ngã đổ vào cái đường dây gây ra sự cố, gây ra tai nạn. Thời gian qua, ngành điện thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra hành lang lưới điện cao áp, rà soát toàn bộ những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng, đồng thời cải tạo, nâng cao tủ điện, duy tu, sửa chữa kịp thời những hư hỏng. Phối hợp địa phương rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện, bổ sung công suất điện cho các trạm bơm mới được nâng cấp. Khi có sự cố, ngay lập tức sẽ cắt điện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.